Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất Hội An là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng. Giữa những năm tháng ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh, những người con của vùng đất Hội An đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giữ đất, giữ làng. Những người mẹ, người vợ tiễn chồng con ra trận, nuôi dấu, che chở cán bộ. Trên mảnh đất Hội An anh hùng có hơn 2.500 liệt sĩ, 553 mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng ngàn thương binh, bệnh binh. Tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng và những chiến công đầy tự hào đã viết nên những trang sử hào hùng của quân và dân Hội An trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương. Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thế hệ hôm nay vẫn luôn nhắc nhau ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của lớp người đi trước. Hàng năm đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ thành phố đến các xã phường lại được tổ chức sôi nổi với tình cảm và tấm lòng tri ân sâu sắc. Trong 5 năm qua, thành phố Hội An đã thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn với tổng kinh phí 19 tỷ 380 triệu đồng. Trong đó có 60 nhà được xây dựng mới và 546 nhà được hỗ trợ sửa chữa. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng, bàn giao cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Nhà nước cũng ủng hộ cho tôi được một số tiền. Tôi sửa nhà là tôi rất phấn khởi và vui vẻ, rất là cảm ơn. Nói chung là địa phương ở đây, Cẩm Châu đây là nói chung là họ cũng quan tâm đến gia đình tôi. Nói chung họ cũng quan tâm đến gia đình tôi, cho nên là tôi rất là cảm ơn. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, nổi bật là các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội đã làm ấm lòng các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ. Vì tôi thấy có quan tâm của thành phố là Ngày Thương binh luôn, dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ đều chăm sóc đến cuộc sống của mình hồi trẻ đi chiến đấu rồi khóc mà trở về lại là không làm gì được. Thì thấy cái tinh thần của thành phố ưu tiên cho mình, ưu đỡ cho mình, động viên tinh thần mình có thể là khỏe hơn, có thể là mình yên tâm hơn. Thấy là rất tích cực, cảm ơn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hội An có trên 2.300 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, việc thực hiện các chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng được thành phố đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2017-2022, toàn thành phố đã giải quyết mới và thường niên chế độ chính sách cho trên 15.000 lượt trường hợp. Cùng với thành phố, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương cũng tích cực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công trên địa bàn bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đến nay, tại Hội An, 100% xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Chúng tôi lưu ý mấy chính sách. Một là có nâng mức chuẩn cho người có công với nước từ 1.500.000 đồng lên 1.600.000 đồng, cái mức chuẩn hàng tháng của họ. Rồi bên cạnh đó, một số chính sách mà đã kiến nghị nhiều năm thì đến nay đã tháo gỡ. Cái nữa là có cái chính sách chăm lo tự trung lại là ăn ở đi lại học hành chữa bệnh việc làm cho con người chính sách. Thì thấy rằng tất cả các chính sách này thì luôn được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân thành phố chỉ đạo ngành lao động thương binh xã hội làm một cách chặt chẽ, kịp thời, không để sót lọt, không để sơ sót. Đó là cái nỗ lực rất lớn của ngành thực hiện chức năng tham mưu này trong 5 năm qua. Trải qua hai cuộc kháng chiến, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Hội An đã ngã xuống để giữ gìn độc lập tự do cho dân tộc, giải phóng quê hương. Biết bao người cũng đã để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Nghĩa trang liệt sĩ Hội An hiện là nơi yên nghỉ của hơn 2.400 liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Tại đây, hàng năm, vào các dịp lễ Tết, các sự kiện lớn của quê hương đất nước, thành phố và các địa phương đều tổ chức viếng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt. Do vậy, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ cũng được thành phố tập trung thực hiện. Nhận được thông tin về phát hiện hài cốt liệt sĩ, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố và dân quân các xã phường ngay lập tức lên đường. Với sự hỗ trợ tích cực của các địa phương và người dân, không quản ngại thời tiết nắng nóng hay có những hài cốt nằm ở vị trí không thuận lợi,
lực lượng tìm kiếm vẫn nỗ lực để đưa các liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Trên địa bàn phường Sơn Phạm thì cũng đã chủ động khai thác, kết nối, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mỗi liệt sĩ báo cáo thành phố để tiến hành tìm kiếm quy tập những khu mộ. Đặc biệt như trong năm 2016 thì được sự báo thông tin từ một hộ gia đình trên địa bàn của phường thì cũng đã phát hiện được 19 hài cốt liệt sĩ và thành phố đã tiến hành quy tập các liệt sĩ này về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Cùng với các ban, ngành, đoàn thể thành phố, nhất là 13 xã phường, trong đó vai trò nòng cốt là của quân sự tìm kiếm trong thời gian vừa qua. Để làm tốt công tác đó thì đối với đảng ủy, ban chỉ huy đã triển khai một cách đồng bộ từ thành phố, ban chỉ huy quân sự xã phường đã đưa các chú, các anh, các bác đã hy sinh về nơi quy tập của thành phố. Thứ hai thì đối với các chú, các anh những nơi đã chiến đấu ở các vùng đất khác thì thành phố vẫn tiếp tục làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực, tuổi trẻ Hội An hôm nay cũng tiếp nối truyền thống của cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Ban thường vụ thành đoàn và các cơ sở đoàn đã tổ chức chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa như là ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, kẽ các phòng bia, di tích cách mạng, rồi tổ chức thăm tặng quà và tổ chức các bữa cơm đoàn viên tại nhà các mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là các dình có công cách mạng. Đặc biệt là Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức cái chương trình thắp nén tri ân vào dịp 26 tháng 7 hàng năm. Đây là hoạt động rất là đặc trưng của tuổi trẻ thành phố, được tổ chức xuyên suốt nhiều năm qua. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhiều gia đình chính sách, người có công tại Hội An cũng đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Họ chính là những tấm gương sáng trong cuộc sống thường ngày. Cái việc mà quan tâm của đảng, của chính phủ và của nhà nước đó là rất là tuyệt vời. Tại vì mỗi người mà hưởng những cái chế độ chính sách của nhà nước đó, đều có những ngày Tết, ngày nhất, ngày 27 tháng 7 là quà cốp đồ hãng hua, cũng chúc Tết lời ăn núa đồ cũng ngon lành. Cái đó là mình cũng biết ơn của cấp lãnh đạo, biết ơn đảng, nhà nước là cũng quan tâm chia sẻ những cái việc khó khăn khi người ta đã cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công tại Hội An đã trở thành phong trào thường xuyên và ngày càng lan tỏa. Tiếp nối những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng đang gặp khó khăn, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng trường hợp. Đặc biệt, hiện nay, thành phố Hội An đang triển khai dự án nâng cấp, tu bổ các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố với kinh phí 17 tỷ đồng. Thành phố cũng sẽ dành khoảng 20 tỷ đồng để làm mới nhà quảng trang, tu sửa nhà bia, quy hoạch lại hệ thống cây xanh trong khuôn viên Nghĩa trang. Bên cạnh đó, hai tuyến đường ở hai bên Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố cũng sẽ được chỉnh trang thành hai tuyến đường có hàng cây xanh đẹp để góp phần tạo thêm điểm nhấn cho Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Tiếp tục làm rạng rỡ hơn, làm phải nó thăng hoa và tỏa sáng hơn cái biểu tượng của sự đức hy sinh, của cái sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Mà một trong những thể hiện cái biểu tượng ấy là chính là cái công trình nghĩa trang liệt sĩ. Thì thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp, tu bổ và xây dựng lại một cái nghĩa trang liệt sĩ nó đường hoàng hơn. Nó trở thành thật sự là không chỉ nơi là tưởng niệm mà nó là một địa chỉ văn hóa. Không chỉ là nơi kính ngưỡng mà nó thật sự địa chỉ tâm linh, nó ghi vào cái tâm thức của mỗi con người, đặc biệt là thế trẻ. Thì sẽ nghiên cứu lại để là làm sao cái nghĩa trang sĩ nó trở thành một cái biểu tượng và một cái công trình văn hóa, để từ đó nó lay động và nó thức tỉnh, nó nhắc nhở, nó khích lệ cái tâm thức của mọi người, làm biết ơn mọi người. Và chính từ đó để chúng ta là một xung lực để nhắc nhở chúng ta làm tốt hơn cái chính sách đối với những người đang sống. Từ những cái mà chúng ta tôn vinh những người đã mất, đã cống hiến thì từ đó nó sẽ làm cho chúng ta có một cái trách nhiệm hơn đối với những người đang sống hiện nay. Rất cần cái sự giúp đỡ hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa của cộng đồng và của nhà nước đối với những gia đình đặc biệt khó khăn. Cái thứ hai nữa là bên cạnh các cái chính sách mang tính là an sinh xã hội và hỗ trợ thì
nhà nước, thành phố cũng như địa phương, các ban ngành nên có một cái cách làm, tức là chúng ta kiến tạo hơn về kế sinh nhai, nó phù hợp với từng gia đình, từng cái độ tuổi cũng như là từng cái hoàn cảnh của thương binh, của thân nhân liệt sĩ, để chúng ta làm sao mà đảm bảo cho bà con có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, tùy theo khả năng. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An đang tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hướng tới xây dựng thành công thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Trong đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vẫn tiếp tục được thành phố quan tâm chăm lo. Qua đó, không chỉ thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp, mà còn là sự tự hào và tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến hy sinh của thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay.